Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Thương Nhớ Sài Gòn. Và Cali Sài Gòn xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa các bạn, mới đây thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đăng một trạng thái mà làm cho nhiều người rất là vui mừng. Đây mới đúng là người con trai nuôi của Vũ Linh có trách nhiệm với người em gái của mình, đó là Hồng Loan. Vũ Linh thì có hai người con nuôi, đó là Vũ Luân và Bình Tinh. Theo thứ tự thì Vũ Luân là anh hai, rồi tới kế đó là chị ba Bình Tinh và Hồng Loan là người con gái Úc. Và người con gái Úc này lại chính là giọt máu của Vũ Linh. Vâng, gần đây nhất thì Vũ Luân đã đăng đàn và đang nói về ai đó làm những cái việc gì đó, trời biết, đất biết và chúng ta đều biết. Đừng có qua mặt mạng xã hội, đừng có qua mặt người trong nhà và cố tình đánh tráo khái niệm, dẫn dắt dư luận đi con đường của mình đã vạch ra. Nhưng mà mạng xã hội thì rất thông minh lắm. Và người ta sống ở trên đời này cũng vậy. Ai cũng biết được điều hay lẽ phải và ai cũng đứng về bên lẽ phải, chứ không ai đứng về bên sai trái đâu. Nếu đã có lỗi trong gia đình, biết sửa lỗi, biết mình đã làm quấy thì nên chấp nhận và sửa đổi. Nhưng không, đằng này vừa đăng đàn, vừa thách đố, còn vừa đòi kiện cáo mạng xã hội nữa, thì như vậy những cái lỗi này không thể tha thứ được nữa. Vâng, bản tin thứ hai là đối về cái cô Vân Tiên ở bên Mỹ với là cái số tiền 5.000. Thì chúng ta cũng biết rằng sơ sơ là câu chuyện gửi cho người này nhưng lại đòi người kia. Với số tiền 5.000 này thì không phải là của một mình của Vân Tiên mà đã có rất nhiều người ngưỡng mộ và ái mộ nghệ sĩ Vũ Linh, cho nên họ mới gửi số tiền đó nhờ cô ta chuyển về bên Việt Nam. Nhưng lại như thế nào đó trong cái cuộc chuyển tiền thì lại chuyển cho ông Sài Thành chứ không phải là chuyển cho Hồng Loan. Rồi bây giờ lại đi đòi Hồng Loan. Một cái sự việc rất là vô lý, phải không các bạn ha? Và chúng ta được biết rằng cái ngày cũng 100 ngày của Vũ Linh có nhiều khán giả mua con heo quay lại cúng nè, và những đóa hoa đáng giá từ bạc triệu cho đến cả chục triệu nữa. Chứ không phải là như cô Vân Tiên này chỉ bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, một chút ít thôi, mà lại đòi lấy đi, đòi lấy lại, mà trong khi đó nói là thương yêu Vũ Linh, còn đòi làm cái bài thơ trong cái bia mộ nữa chứ ai cho cái quyền đó. Bộ cô Văn Tiên này là một nhà thơ hay là một nhà văn kêu bằng là tiếng tâm nức nở hay sao? Ai cũng biết hết hả? Cái vụ mà chuyển tiền này xong xuôi rồi cái muốn cái bài thơ của mình trong cái bia mộ của Vũ Linh, thật sự đúng như là lời của Vũ Linh nói là hơi ngáo, quá ngáo luôn rồi, chứ không phải là hơi ngáo luôn nữa. Và chúng ta cũng nhìn rằng là cái số tiền mà cô quyên góp không phải là của cô ta, chưa chắc gì, tôi nói là chưa chắc thôi nha, chưa chắc gì 5.000 đó có một xu nào của cô ta trong đó, tại vì chưa sao kê. Bây giờ nếu mà muốn đòi trước nhất á, là phải sao kê ra tất cả những cái người đóng góp và coi ý nguyện của họ là gì. Đúng với là sự thật khi mà livestream và hỏi tất cả những khán giả đó, coi khán giả đó muốn làm gì với cái số tiền này. Và hơn nữa kêu cái người nhận đó trả lại. Tại vì Hồng Loan không biết một đồng bạc, một đồng xu và chi tiêu cho cái gì cái gì. Và của những ngày đánh tan của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bây giờ chúng ta nghe một cái đoạn này rồi chúng ta cảm thấy rất là bức xúc. Bây giờ mình xin mượn bạn một cái đoạn ghi âm này để cho các bạn này cùng nghe nha. Không có tiền lo cho ba, rồi Loan nói là cần có tiền để lấy hồ sơ bệnh án, cho nên chị đưa cho Loan 3.000. Còn cái thứ hai đó là cái số tiền 5.000 chứ không phải 3.000, năm 2015 đâu em. Cái 5.000 đó là cái tiền đó mà chị đã nói là muốn thì chị kêu gọi người ta góp một viên đá thì Loan cũng đồng ý. Thì bây giờ em muốn trả là trả sao, trả lại 8.000 hay là trả lại 5.000? Bây giờ chị cho em hỏi nè, tức khi em trả thì bây giờ nếu đúng số tiền 8.000 đó nó hợp lý thì em sẽ trả. Chị cho em hỏi nè, cái tiền mà góp của khán giả Loan có cầm trong tay không chị? Loan không cầm trong tay, nhưng mà cái mộ đã làm xong cho nghệ sĩ Vũ Linh rồi em. Dạ. Chị đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Dạ.
cái mộ là cầm trong tay nghệ sĩ Vũ Linh. Vậy cho em hỏi là lúc mà chị gom góp là chị gửi về cho ai ạ? Chị gửi về cho anh Sạch Thành. Dạ, anh Sạch Thành ảnh nhận từ của chị hay là lo nhận trực tiếp từ chị ạ? Em mà em đừng có nói vô lý như vậy, chị đã nói nhiều lần rồi. Sao mà vô lý được, người ta nói có lý quá, sao mà vô lý? Em cũng là người đó và em cũng biết. Thì bên đó là nói ờ chú Thành đại diện nhận đi. Rồi khi mà chú Thành nhận rồi thì đại diện thì chị gửi về cho chú Thành. Thì chú Thành là cái người đưa cái tiền đó để lên Hoa Viên. Nó rõ ràng như vậy rồi, chứ đừng có nói là ồ đại diện tôi không nhận tiền cho người ta chứ mà. Vậy là bây giờ em hỏi chị này, em sẽ để chị, ví dụ chị đã từng nói chú Năm là anh của chị đúng không? Anh của chị mà chị gom góp cũng là tiền khán giả, không phải tiền của chị. Vậy bây giờ chị cho em xin phép nói về điều này, em sẽ trả. Tại vì cái này chị xin chị ghi âm lại cho rõ ràng để hai bên không có tranh luận về về sau như chị. Cái 3.000 mà chị nói là trả cho khán giả đúng không? Thì em sẽ trả chị 3.015, chị gửi cái số tài khoản bên Mỹ với cho em. Chị trả lại khán giả thì đề nghị. Rồi thứ hai nữa, số tiền 5.000 chị gửi cho ông Sạch Thành chứ không phải là cho Loan. Và Loan cũng không có trực tiếp cầm số tiền này mà. Và số tiền này được Hồng Phượng cầm lấy để chi tiêu. Thôi chị không muốn nói chuyện với em nha. Tại vì những cái gì chị đã nói, chị không muốn nói chuyện với em Facebook rồi và người ta hiểu rồi em. Những anh hiểu chị, chị có biết là những anh hiểu con bé, chị có biết là chị là cái người. Em nói thẳng với chị luôn nè. Ok, em cũng trả tiền đó. Chị ngáo quá, chị Tiên à, chị quá ngáo. Chị ngáo quyền lực quá trời luôn, chị hiểu không? Tiền của chị không bao nhiêu hết á, chuẩn từ khán giả không phải tiền túi của chị. Còn tôi nè, nói, tiền túi của tôi áp nè, người ta không cho người ta nói luôn á, Văn Tiên đó các bạn. Chị nói tôi chị ngáo quá trời, chị Kiều Mỹ gì kỳ vậy, chị thương chú Anh gì kỳ vậy? Chị cho tiền rồi chị lỡ lỡ, rồi chị cho mấy lần á. Đó, à, phải các bạn thấy không? Khi mà nói chuyện á, kêu bằng là áp đặt cái lời nói, khi mà cái cô này gọi phone với bển và muốn giải bài tâm sự về số tiền đó thì cô Văn Tiên này lấn lướt bằng cái cách mà nói chuyện cả vú lấp miệng em đó các bạn, là không cho người ta nói một câu nào. Nhưng biết mình sai rồi nhưng mà vẫn cố lèo lá cái này, cố nói chuyện cái này, cố đi gửi về cho ở bên bển thì bển chấp nhận rồi thì bên bển phải trả lời này kia nọ. Đúng là ngáo cái quyền lực và y chang như là Vũ Linh đã từng nói như vậy. Bây giờ có một cái này mình muốn chia sẻ đến đến các bạn. Đây là gần nhất mà những lời nói của Vũ Linh như là một cái tát tay vào mặt ai đó để cho người ta cảm thấy rằng sự việc nó không phải đơn giản như họ nghĩ đâu nha. Để mình xem cái này ha. Ok, đây là lời của Vũ Linh trong một cái Facebook, cái tài gần đây nhất đã viết lên để cho chúng ta được chia sẻ với nhau, và ai nấy cũng đều kêu bằng là háo hức hết trơn á. Ai nấy cũng đều mừng rỡ cho Hồng Loan vì có một người anh hai xứng đáng tầm anh hai là như vậy nè. Gương mặt tỏ vẻ rất là đáng thương, cộng đồng mạng đang trông chờ một điều gì đó cho rõ ràng và minh bạch. Nhưng không kèm theo đó là lời sự hăm dọa tỏ vẻ như mình bị oan ức khi sự việc đã quá rõ ràng, lại định đánh tráo khái niệm, chuyển bại thành thắng. Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn chơi tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn. Cho bạn một lời khuyên, ở đời, sự thất bại ngu xuẩn nhất là không biết mình sai ở chỗ nào. Khi mà có nhiều người người ta sai á các bạn thì là không biết mình sai cái chỗ nào. Đây là lời của Vũ Linh vừa rồi đã viết cái status để gửi ai đó, thì chúng ta cũng biết là Vũ Linh đang định gửi ai rồi, phải không các bạn ha? Ngày trước thì trong một cái clip thì Vũ Linh đã từng nói với Hồng Phượng một lần rồi, em nên phải suy nghĩ cẩn thận, cẩn trọng lại, nếu mà trong câu chuyện này nói chuyện được trong gia đình với nhau thì chúng ta nói chuyện, chứ đừng có nói rằng em mời luật sư, kêu luật sư ra nói chuyện này kia nọ. Các bạn biết rằng một con người mà thường thường có tật thì hay giật mình lắm. Người ta nói có tật hay giật mình lắm. Thì kêu bằng là muốn đánh phủ đầu người ta để làm cái này làm cái kia, hoặc là nói trước với lại Vũ Linh cái chuyện này không phải của em không có làm được kia nọ.
Vũ Luân là một người nghệ sĩ cũng đã trải kinh nghiệm rất là nhiều rồi, và là người con có hiếu trong gia đình. Hơn nữa, cái gia cảnh của Vũ Luân cũng giống như là Vũ Linh nha, giống như cha nuôi mình em, cũng phải giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, cho nên hiểu rất rõ tất tần tật trong gia đình và cũng rất có hiếu với lại Vũ Linh. Tôi từng nghe Vũ Luân nói rằng khi có một lần lầm lỗi đi đâu để bị Vũ Linh phạt quỳ gối 2 tiếng đồng hồ mà vẫn quỳ gối xuống trong sự ấm ức nhưng mà không nói thành lời. Nhưng mà cũng nhờ những cái sự răn đe của cha nuôi như vậy mà sau này Vũ Luân thành tài. Và rất là nhớ ơn của cha nuôi đã dạy mình từ cái nghệ thuật, từ cái cách diễn xuất cho tới cái tâm, cái đức của người cha nuôi này. Cho nên, để bảo vệ người em gái là Hồng Loan, cho nên Vũ Luân đã làm tất cả và sẽ vạch mặt những ai muốn hại em gái của mình, tức là con gái của cha nuôi mình. Các bạn biết không, mấy tháng nay mẹ nuôi của Vũ Luân cũng nói rằng mấy tháng nay là Hồng Loan đâu có làm gì được đâu. Hai vợ chồng cũng giống như là tất bật lo tang lễ cho cha, đâu làm ăn được gì, đâu có tiền bạc gì đâu. Tài sản thì có đó, nhưng mà chúng ta cũng phải cần tiền cũng để xoay sở, để sinh hoạt hàng ngày chứ. Và 5 đứa con lận mà. Mấy đứa con nhỏ nhóc nữa. Rồi chạy lên Bình Dương, chạy về, chạy lên, chạy xuống, tiền bạc tốn kém đâu phải là ít đâu. Tất cả cũng một phần là Vũ Linh giúp đỡ nữa. Cái bàn thờ mới rộng rãi bây giờ mà khang trang bây giờ mấy chục triệu bây giờ là cũng là do Vũ Luân mua để cho Hồng Loan cúng kiến cha nuôi của mình. Tại vì bây giờ Vũ Luân đang lưu diện ở bên Pháp, không có về được. Tất tần tật gì cũng là người anh hai này lo. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái tình cảm người anh hai này dành cho em gái thứ tư, mặc dầu xưng hô theo thứ tự anh hai, chị ba, rồi tới Hồng Loan thứ Hồng Loan thứ tư, nhưng Hồng Loan lại là con ruột, còn hai người kia lại là con nuôi, nhưng mà mình xưng theo thứ tự vậy đi. Người anh hai này đã bảo bọc em gái từ đầu cho tới đuôi, cho đến bây giờ vẫn theo di nguyện của cha mình là làm tất cả để bảo vệ cho đứa em này, để cha người cha nuôi ngậm cười nơi chín suối. Mình thấy rằng nghệ sĩ Vũ Luân thực sự ra một người có tâm có đức, tại sao mà lại dung túng cho người em với người cháu như vậy mình cũng không biết được nữa các bạn. Không thể nào tưởng tượng được luôn á, khi mà nghệ sĩ Vũ Linh vừa ra đi là họ đã trở mặt trở như bánh phồng á. Có nghĩa là sống không cần dư luận, đạp trên dư luận mà đi luôn. À nói gì thì mặc kệ. Có nghĩa là họ mặc dày, họ không cần sợ, không cần ke. Ngay cả cái người mà nói là bầu xô dân tiên gì ở bên đây nữa, họ cũng thấy với lại cái câu chuyện á, về cái lý á, và cái tình á, mình thấy nó trơ trẽn. Và những cái lần đối thoại rồi những cái lần ghi âm mà đưa lên trên mạng xã hội này để chúng ta thấy rằng á, là họ đã sai hoàn toàn, sai kinh khủng sai luôn á. Mà những người này cố tình lấp liếm, cố tình trả treo lấp liếm, vẫn không cho là mình sai. Thường thường á, người ta nói rằng đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cho nên mong rằng Sáu Bào với lại cô Hồng Phượng này thức tỉnh được trước khi mà nhờ tới pháp luật mà can thiệp đó, họ sẽ sao kê ra tất cả đó nha. Sao kê chuyện này chuyện kia tiền nhỏ ra rồi bắt lúc đó chẳng những mất mặt mà phải dướng vào dòng pháp lý nữa đó các bạn. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn cùng với mình đã chia sẻ cái thông tin mới nhất của Vũ Luân vừa đưa ra, cũng như chúng ta nghe lại cái thu âm để chúng ta biết rõ ràng câu chuyện ai đúng ai sai các bạn nha. Vâng, luôn luôn ủng hộ cho Hồng Loan và ủng hộ cho Vũ Luân. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình cái like, chia sẻ và bấm cái chuông để nhận được những video sớm nhất. Rồi đăng ký kênh cho Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau.